Quế Vân úp mở tối Sơn Tùng MTB bạc bẽo, lật mặt như trở bàn tay. Câu chuyện ồn ào giữa Sơn Tùng MTB, Thiều Bảo Trâm và nhân vật trà xanh vẫn chưa nguôi ngoai, thì bất ngờ chàng ca sĩ chúng ta của hiện tại lại bị réo gọi lần nữa. Cụ thể tối 24 tháng 1, trên trang cá nhân của mình, Quế Vân có chia sẻ khá dài, nhắc đến một người em mà mình đã từng làm việc chung, nhưng sau đó đã vội quay lưng với thái độ vô cùng bạc bẽo. Để chứng minh, Quế Vân tung loạt tin nhắn với nam ca sĩ nhiều năm để làm bằng chứng. Mặc dù không nhắc đến đích danh ai và đã che tên của người trò chuyện, nhưng thông qua bức ảnh đại diện, không khó để cư dân mạng có thể nhận ra người mà Quế Vân đang nhắc đến chính là Sơn Tùng MTB. Theo đó, Quế Vân chẳng nói vấn đề đúng sai, mà tiết lộ mình đã từng hỗ trợ Sơn Tùng MTB làm lại bộ răng mới miễn phí. Thời điểm ấy, hai chị em nhắn tin khá thân thiết. Tuy nhiên sau này, khi độ nổi tiếng của Sơn Tùng ngày càng gia tăng, rồi lên tới chót, cách hành xử của anh với Quế Vân có sự thay đổi. Trong bài đăng của mình, Quế Vân cho biết từng nhờ Sơn Tùng tham dự sự kiện, nhưng nam ca sĩ liên tục bơ tin nhắn của đàn chị, không trả lời. Điều khiến Quế Vân hoang mang nhất là việc cô nhắn tin cho Sơn Tùng vào năm 2019, xin đàn em một số tiết kiệm 5 triệu đồng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Anh đọc tin nhắn nhưng không phản hồi. Trong khi đó, những ngôi sao lớn được Quế Vân mở lời thì đều vui vẻ quyên góp làm việc thiện. Ngoài ra, Quế Vân cũng bày tỏ thái độ bất ngờ trước những lùm xùm liên quan đến Sơn Tùng gần đây, bởi cô chưa bao giờ nghĩ Sơn Tùng sẽ là người tệ bạc với bạn gái của mình như vậy. Cụ thể, bài đăng của Quế Vân có nội dung như sau. Em trai à, từ hồi chị giúp em làm việc ấy xong, em đã quay lưng với chị, bạc bẽo với chị. Lúc đó, chị nghĩ vì em là ngôi sao lớn trên bầu trời nên em có quyền chảnh với cả người đã giúp mình tạo nên nụ cười sáng rực ở mọi sân khấu em diễn và đời thường. Chị nhớ có vài lần chị nhắn tin mời em dự sự kiện của chị, nhưng em đọc tin nhắn và không trả lời chị. Rồi năm ngoái, chị làm chương trình xin sổ tiết kiệm cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả anh chị em nghệ sĩ ai cũng chung tay với chị để giúp các mẹ có một cuốn sổ tiết kiệm. Nhưng em đọc xong tin của chị, em cũng không trả lời. Chị nghĩ lắm. Chị nghĩ dù mình là một ngôi sao lớn, nhưng mình cũng nên cư xử cho phải phép. Nhất là chị đã từng giúp em một việc, không cần em trả ơn đúng không em? Rồi chị lại nghĩ cho em. Chị thấy em là một người đàn ông rất chuẩn mực. Chị thấy em chăm lo cho bạn gái em từng ly từng tí. Chị luôn đánh giá cao chất của người đàn ông trong em. Và chị tự nhủ, có lẽ vì em là ngôi sao lớn quá, nên quan hệ và trả lời tin nhắn với chị là không đủ tầm với em. Vì thế, em đã không bao giờ trả lời chị. Chị tự ái và không muốn nghĩ đến em nữa, vì cơ bản ngôi sao phải đẹp từ trong ra ngoài cơ em. Chứ nếu chỉ đẹp bên ngoài không là chưa đủ em ạ. Mấy hôm nay báo đăng tin tức của em, ai hỏi chị cũng một mực cãi là không phải đâu. Chị không bao giờ nghĩ em sẽ đối xử như vậy với người bạn gái đồng hành, hy sinh với em cả một thời gian dài như vậy. Hóa ra trong tâm chị đã nghĩ em là người bạc bẽo là thật hả em? Chị không muốn viết lên đây để nổi đâu, chị cũng quá nổi rồi ý. Mà chị muốn em hãy thay đổi cách mà em đang đối mặt với chị và những người khác vì mình là ngôi sao mà. Hãy là một ngôi sao tỏa sáng đẹp trên bầu trời em nhé, thân. Bài đăng của Quế Vân nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên, thay vì đồng tình, đa số mọi người đều có phản ứng ngược với những chia sẻ của Quế Vân. Một số người tỏ ra nghi vấn về nhân vật mà Quế Vân đang nhắc đến. Trong khi nhiều người khác thì đặt ra nghi vấn tại sao đến thời điểm hiện tại cô mới quyết định lên tiếng bóc phốt. Phải chăng vì Sơn Tùng đang là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất của công chúng hiện tại, nên Quế Vân mới lên tiếng chia sẻ lại một câu chuyện vốn đã cũ như vậy? Thậm chí, nhiều người còn nhắc lại những lùm xùm giữa Quế Vân và nam em trước đó và bày tỏ thái độ khó chịu trước những chia sẻ của cô. Được biết, Sơn Tùng và Quế Vân có mối quan hệ khá thân thiết, cả hai thường xuyên ủng hộ nhau trong các dự án nghệ thuật hay sự kiện quan trọng. Vào năm 2018, khi Quế Vân khai trương nha khoa thẩm mỹ, dù không thể góp mặt, Sơn Tùng MTB đã gửi điện hoa đến chúc mừng cho đàn chị thân thiết. Cũng theo đó, trong thời gian nam ca sĩ gốc Thái Bình gặp chỉ trích, bị nghi ngờ đạo nhạc, Quế Vân cũng thẳng thắn bênh vực và thân mật tag Facebook của Sơn Tùng và thoải mái gọi em trai khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Trước tố cáo từ Quế Vân, phóng viên đã liên lạc với phía Sơn Tùng MTB để lắng nghe phản hồi. Tuy nhiên, người đại diện của nam ca sĩ khẳng định không trả lời bất cứ vấn đề gì với truyền thông.